Bên cạnh mình đây đang là hai chiếc máy 4K. Bên này là của Xiaomi H6 4K bản mới nhất, mới ra năm 2023. Và bên này là chiếc của ZMGo. Con này là ZMGo N1 Ultra 4K phiên bản quốc tế. Thì mọi người sẽ thấy là tại sao mình lại làm video để so sánh hai cái con này, bởi vì giá của nó chênh nhau rất là nhiều. Con Xiaomi H6 4K với cái mức giá của nó hiện tại là đang là 30.990.000 bảo hành 1 năm. Trong khi đấy con ZMGo N1 Ultra thì bản nội địa của nó là 42 triệu, còn bản quốc tế của nó là 45 triệu. Tức là nó lệch nhau tận hơn 10 triệu, đây là một cái con số nó không hề nhỏ một chút nào. Vậy tại sao lại đi mang hai cái con máy chênh nhau tận 10 triệu để so sánh? Phải chăng là mình đang muốn dìm con Xiaomi để nâng bi con N1 lên ư? Hay là ngược lại, hay là để chứng minh một điều là con N1 đắt hơn mà không đẹp bằng con Xiaomi rẻ hơn? Ok, anh em nghĩ theo cái kiểu nào cũng được, dù sao thì anh em cũng là người xem, anh em có thể xem để biết được là chênh nhau nhiều như vậy thì nó có cái gọi là cái chất lượng nó có tương xứng với lại cái giá tiền chênh nhau không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho những anh em đang có trong cái mức ngân sách gọi là, ví dụ như anh em có mức ngân sách là 30 triệu, anh em muốn chọn 4K tầm đấy thôi, hoặc là anh em lại được cho thêm tiền, anh em có đáng để chúng ta bỏ thêm, đang có 30 triệu có đáng bỏ thêm 10 triệu nữa không để lấy lên con N1. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là để cho một số anh em có những cái câu hỏi mình nhận được rất nhiều, ví dụ như là so sánh con N1 Ultra với lại con Xiaomi Horizon Pro 4K đều là trên 40 triệu hết. Thì những anh em đấy có thể xem video này. Ở đây cũng là một cái video gần sát luôn so với việc so sánh con Horizon Pro. Tại vì là xét về thông số, về hình ảnh và những gì mình đã trải nghiệm thì con Xiaomi H6 4K này so hình ảnh với con Xiaomi Horizon Pro ấy, nó là tương đồng nhau, thậm chí con H6 này nó còn đẹp hơn con Horizon Pro cơ. Nên là anh em có thể xem video này để coi như là tham khảo luôn cái việc là so giữa con N1 Ultra và con Horizon Pro. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài so sánh ngay bây giờ. Ok, và mình đã bật hai cái con máy này lên, đang chiếu song song với cùng một cái kích thước như nhau. Thì anh em có thể thấy đây là cái giao diện của từng con máy một. Ở đây thì chúng ta sẽ có con bên phía Xiaomi thì chúng ta sẽ có giao diện, ở đây là giao diện nội địa của Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ có là những cái banner bằng tiếng Trung, những cái ứng dụng bằng tiếng Trung. Tức là nó sẽ có đây, tức là nó sẽ có rất nhiều những cái tiếng Trung Quốc ở đây. Tuy nhiên thì Xiaomi nó lại được một cái lợi thế ở một chỗ, đấy là nó có tiếng Anh trong cái phần cài đặt. Khi mà chúng ta vào phần cài đặt như này thì tất cả cài đặt ở đây nó đều là tiếng Anh, cực kỳ là dễ dùng. Đấy, rất là dễ dùng và thân thiện, tất cả đều là tiếng Anh hết. Ngoài ra thì cái giao diện tiếng Trung bên ngoài chúng ta có thể cài một thêm một vài cái launcher để cho nó sạch sẽ hơn cái giao diện. Còn cái phần tiếng Anh thì mình thấy nó rất dễ dùng anh em nhé. Về cái cài đặt tiếng Anh này thì mình đánh giá của Xiaomi là dễ dùng, thậm chí là dễ dùng hơn cả một số hãng như là Dengbei nội địa. Nên là anh em có thể yên tâm sử dụng, nó chỉ có giao diện nó bị tiếng Trung, nó bị nội địa thôi. Còn ở bên ZMGo N1 Ultra thì chúng ta sẽ có giao diện Android TV quốc tế chính chủ. Đây, đây bên con N1 Ultra đây thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái giao diện chạy hệ điều hành Android TV chính chủ được Google cấp phép, và nó hoàn toàn sẽ có tiếng Việt và có tìm kiếm giọng nói, và tất cả mọi thứ thì nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ là quốc tế hơn so với lại Xiaomi là giao diện tiếng Trung. Ở đây thì anh em lưu ý một điều, đấy là về cái cấu hình RAM và chip, RAM và ROM ấy, thì của con Xiaomi của nó là RAM 4GB, trong khi của con N1 Ultra là RAM 2GB. Chúng ta có thể thấy là nó sẽ bị thấp hơn đúng không? Thì thực tế ở đây ấy, thì theo trải nghiệm của mình thấy thì cái RAM 2GB của con N1 Ultra quốc tế thì nó hoàn toàn đáp ứng được, tại vì là nó sẽ cấu hình nó sẽ ngang với lại những cái con box như là K12 hay K17 để chạy hệ điều hành Android TV quốc tế. Nó sẽ nhẹ hơn so với lại chạy cái hệ điều hành nội địa. Bởi vì sao? Bởi vì cái nội địa này nó sẽ có rất nhiều những cái banner, những cái banner để link sang những cái chương trình của Trung Quốc, và khi mà chúng ta mở như này nó sẽ chạy rất là nhiều tab và nó rất là nặng. Riêng cái Android nội địa nó sẽ chạy nặng hơn Android quốc tế, thành ra là cái RAM của nó sẽ cao hơn, nó sẽ là RAM 4GB. Trong khi thì cái bản quốc tế của con N1 thì RAM của nó chỉ 2GB thôi, nhưng mà nó hoàn toàn đáp ứng và chạy 4K rất là mượt, 4K HDR, mọi thứ nó đều rất là mượt mà. Còn nếu mà anh em thích 4GB mà N1 4GB cũng có luôn, có con N1 nội địa RAM 4GB luôn, cấu hình ngang với lại con Z6 nội địa. Đại loại là cứ những cái thằng nội địa mà 4K thì thường nó sẽ làm cấu hình cao hơn quốc tế để cho nó chạy cái hệ điều hành nội địa, nó gánh cái hệ điều hành nó nặng hơn. Đấy, anh em có thể hiểu sơ qua là như vậy.
Đấy là về phần giao diện và hệ điều hành. Cái tính năng cao cấp của hai con này thì gần như là nó tương đồng nhau về tất cả các tính năng cao cấp. Để mà ngồi giới thiệu và liệt kê cho anh em thì nó sẽ mất thời gian rất là dài. Mình chỉ nói nhanh những cái tính năng thôi nhá. Tự động lên nét và tự động căn chỉnh góc nghiêng là cái điều mà chắc chắn là nó sẽ có rồi. Ngoài ra nó thêm những cái tính năng kiểu như là cảm ứng ánh sáng thông minh, cả hai con này đều có. Tức là nó sẽ tự động điều tiết ánh sáng mạnh, yếu phụ thuộc vào cái phim chúng ta xem và cái ánh sáng xung quanh môi trường. Nó đều có tính năng tự động điều tiết đấy. Rồi có cái tính năng bảo vệ mắt. Bảo vệ mắt khi mà chúng ta di chuyển qua thì nó sẽ tự tắt cái khung hình và tự che cái khung hình lại để bảo vệ mắt của chúng ta. Sẽ có những cái tính năng mà để cho chúng ta phù hợp với lại từng cái bức tường chiếu. Ví dụ như chúng ta chiếu lên tường trắng, tường vàng, tường xanh thì cả hai đều có cái tính năng là tự cân bằng trắng lại, tự cân bằng trắng lại theo cái màu tường của thằng N1 Ultra thì nó cân bằng chi tiết tận 11 điểm. Còn của thằng XGB thì nó sẽ phụ thuộc vào từng màu tường. Ngoài đấy là những cái tính năng mà hai con này gọi là những cái tính năng cao cấp và thông minh AI ấy, thì cả hai đều có. Ngoài ra thì con XGMI thì nó có thêm một cái mà con N1 không có, đấy là cái zoom quang học. Đây, cái zoom quang học tức là gì? Tức là khi mà chúng ta zoom thì cái thấu kính nó sẽ di chuyển chứ nó không phải là crop lại cái khung hình lớn, nên là chúng ta sẽ không bị mất cái độ sáng và độ phân giải khi mà chúng ta zoom to zoom bé. Ở đây XGMI thì mình đang zoom bé nó lại. Còn đây là mình đang zoom to lên. Đấy, thì nhìn chung ở như những cái tính năng thông minh này, cả hai đều có những tính năng thông minh tương đồng nhau. Tuy nhiên XGMI thì nó có hơn một cái, đấy là nó có ống kính zoom quang học, nên là cái zoom to zoom nhỏ của nó sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà bù lại N1 Ultra thì chúng ta lại có cái gimbal, chúng ta lại có cái gimbal xoay trái xoay phải xoay lên xoay xuống thì nó sẽ ổn định hình ảnh, ổn định cái máy và tự động lấy nét nó tốt hơn. Ok, thì đấy là những cái tính năng sơ qua về hai con này để cho anh em có thể thấy được. Bởi bây giờ mình sẽ đi chi tiết so sánh về hình ảnh của từng con một cho anh em xem nhé. Ok anh em, và hiện tại thì mình đang để so sánh hình ảnh của hai cái máy này. Đầu tiên là mình sẽ so sánh độ sáng trước. Đây là cái hình ảnh dừng lại của một cái video trên YouTube, trên cái app YouTube của hai con máy này, để cho chúng ta xem về cái độ sáng của hai máy. Ở đây là phòng mình đang bật điện, bật rất nhiều đèn, thì chúng ta sẽ thấy được cái độ sáng của con N1 Ultra nó là 4000 ansilumen. Chắc chắn nó sẽ sáng hơn. Nó sẽ sáng hơn so với lại con XGMI H6 chỉ có 2400 ansilumen thôi. Ở đây thì anh em thông cảm là cái video này mình chỉ dừng lại như này thôi để cho chúng ta thấy được cái độ sáng, chứ còn nếu mà mình chạy video thì mình phải chọn những cái video khác nó không bị bản quyền thì mình mới có thể chạy cho anh em xem được. Đây, mình sẽ zoom chi tiết vào rồi cho chúng ta thấy là cái độ sáng của con N1 Ultra chắc chắn là nó sẽ cao hơn và nó sẽ tốt hơn. Dẫn đến là nếu mà chúng ta xem ở trong cái phòng nhiều đèn, phòng sáng thì con N1 Ultra nó sẽ sáng hơn và rõ được chi tiết tốt hơn so với con XGMI H6. Cái này thì nó hoàn toàn chuẩn và phù hợp với lại cái thông số độ sáng của nhà sản xuất công bố giữa hai con này là một con 2400 và một con 4000 ansilumen. Ở đây là về độ sáng thì anh em cũng hình dung được độ sáng của hai con rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ test sang màu sắc nhé. Ok anh em, đây là video mình đang test cái màu sắc của hai con này. Thì thực tế là do con N1 Ultra cái độ sáng của nó tốt hơn, dẫn đến là xem thì chúng ta sẽ thấy là nó sáng hơn đấy, đúng không? Đấy, nó sáng hơn đấy. Dẫn đến là cái màu sắc của nó cũng sẽ rực hơn và tươi hơn. Cái điều này thì là chắc chắn rồi, tại vì con N1 Ultra ấy, cái màu sắc của nó rất rực. Chúng ta có thể thấy là màu của nó giống màu của TV OLED, còn màu của XGMI thì nó sẽ dịu mắt và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó không bị đẩy lên rực quá như là con N1 Ultra. Đây, N1 Ultra xem anh em sẽ thấy là nó rất giống TV OLED. Cái màu sắc của nó rất giống luôn. Nó rực rỡ. Đây là mình đang bật một cái đèn tip. Đây, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Đấy. Chờ chút mình sẽ kiếm một cái video mà nó sẽ có nhiều cái tông màu hơn một chút. Anh em thông cảm là cũng phải chọn, tại vì là những cái video này nó sẽ rất dễ bản quyền, nên là mình cũng không thể nào mà mình chạy những cái video phổ thông được. Đây, chọn cái video mà cái cây son này đi, để cho chúng ta thấy được là cái màu đỏ giữa hai cái con này. Đây, anh em cùng xem. Có thể là lên trên quay lên như này là cái mình đang thấy là cái con N1 thì cái do là màu đỏ của nó hơi rực và nó sáng quá, nên là khi quay lên
thì mình đang nhìn thấy màn hình của cái máy ảnh của mình thì nó đã chuyển sang màu hơi cam. Đấy. Cái này là do cái màu của con N1 nó sáng hơn đấy anh em ạ. Do độ sáng nó sáng hơn nên là nó sẽ bị như vậy. Khi tắt đèn thì cái con N1 thì nó sẽ chói hơn, nó sáng hơn. Ok, mình sẽ test sang một video nữa về người để cho chúng ta thấy là cái hiển thị cái hình ảnh về con người, về màu da người như nào nhé. Sau đấy thì mình sẽ sang video về độ tương phản để test về độ tương phản. Đây. Đây là video về người mẫu đây. Mình sẽ zoom gần lại một chút. Con N1 đang bị nhanh hơn một chút. Ok. Tương đồng rồi đấy. N1 vẫn đang nhanh hơn một chút. Rồi, tương đồng nhau rồi. Ở đây hình ảnh hai con mình đều để ở nguyên bản nhé. Chế độ nguyên bản, chế độ tiêu chuẩn đấy. Không chỉnh, không can thiệp gì đâu. Chế độ tiêu chuẩn của hai con đấy. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Thì cái phần cảm nhận này thì sẽ tùy từng người sẽ có cái gu khác nhau. Mình chỉ có thể là nói dễ hiểu là con N1 Ultra ấy, nó rất giống TV OLED. Cái màu của nó rất giống màu TV OLED. Còn con XGMI thì nó dịu mắt hơn. Nó dịu hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó dịu hơn. Độ sáng thì chắc chắn là con N1 nó sáng hơn rồi. Đầu đấy là không phải. Nhưng đây đó là chắc chắn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang một video về độ tương phản nhé. Đây, video về độ tương phản. Khiến một con XGMI này bấm nó hơi bị dính. Đây, video này là test độ tương phản này. Thì chúng ta sẽ cùng đưa về cùng một thời điểm phát. Ok. Đây video này chúng ta test cái độ tương phản màu đen. Xem là con nào nó sâu hơn nhé. XGMI đang nhanh hơn một chút. Ok. Về tương phản thì theo cảm nhận của mình thì con N1 có độ tương phản tốt hơn. Màu đen nó sâu hơn. Và cũng là do cái độ sáng của nó cao hơn nên là chúng ta sẽ thấy là cái chi tiết nó cũng rõ hơn đấy. Còn lại thì anh em tự xem và tự đánh giá. Thực tế ra thì nếu mà chúng ta xem bằng mắt thường thì nó sẽ chuẩn hơn. Tại vì khi mình quay lên qua một cái máy ảnh như thế này thì nó cũng sẽ bị khác đi một chút rồi. Do là cái phần ánh sáng giữa hai con này nó lệch nhau. Một con sáng mạnh hơn, một con sáng yếu hơn nên là cái việc đo sáng ấy, cái máy ảnh nó đo sáng ấy thì nó cũng sẽ đo sáng khác nhau.
Đấy, dẫn đến là khi mà chúng ta chuyển cảnh sang cái con sáng hơn thì máy ảnh nó sẽ chưa xử lý, chưa cân bằng trắng kịp lại được. Nhà nó về cái so với việc chúng ta xem mắt thường thì nó sẽ không được chuẩn như xem mắt thường. Mình đã so sánh cho anh em hai con máy chiếu 4K, một con của Xiaomi H6 4K và một con ZMGO N1 Ultra 4K. Hy vọng là sau video này anh em sẽ có thêm được một cái góc nhìn để cho chúng ta tham khảo giữa hai cái con máy này. Về cá nhân mình thì mình thấy nếu anh em đang có mức giá từ 30 cho đến 40 triệu và lựa chọn máy 4K thì Xiaomi H6 là một lựa chọn hiện tại là tốt nhất trong cái tầm giá này. Và mình cũng chưa thấy có một con máy 4K nào rẻ như con Xiaomi H6. Chỉ có hơn 30 triệu một chút thôi, chúng ta đã có một con máy chiếu 4K đầy đủ tính năng thông minh và hình ảnh cực kỳ là đẹp và một cái sự chỉn chu, an toàn đến từ Xiaomi. Còn nếu anh em muốn trải nghiệm một cái sự khác biệt nó lớn hơn, trải nghiệm được những cái hình ảnh nó sáng hơn và nó giống như kiểu TV OLED hơn thì chúng ta có thể sử dụng con ZMGO N1 Ultra. Nó sẽ có hai phiên bản nội địa và quốc tế. Và bên mình hiện tại đang phân phối chính hãng bản quốc tế tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Mọi ý kiến đóng góp anh em để lại dưới phần comment, và muốn so sánh máy nào để lại dưới phần comment giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.